Nào còn đây là cánh đồng vụ ba xã Thái Sơn, nó chuột điền ra. Thì đây cũng là lúa rồi 18, bữa nay được 58 ngày. 58 ngày thì nó xịt phun ngừa bệnh nè. Ngừa bệnh cho chỗ nè bà con. Thì để xuống coi coi ta xịt thuốc gì. Ở đây thì cái miếng này ông này ông làm kỹ thuật là ông không chịu làm cây bự bà con. Ông làm cây lùm lùm lùm, ông đài lùm 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 thôi. Ông giải phân ít thì tới cái cử đón đồng ông mới giải. Bốn mấy ngày ông mới giải vô. À, bởi vì bà con dòm cái lá này nó cục nũng mà. Đây. Cục nũng tới đây là tới đồng mình rồi đó. Đồng bữa nay 58 ngày, 57, 58 ngày này đồng bự, một con rồi giết bự rồi nè. Đó. Mà lá nó cục mà cái bông nó vẫn bự rồi con đó. Ngồi giết nó vẫn bự nè. Thì cũng nhầm cây, cây bự cây nhỏ đây, thì cây nhỏ đương nhiên phải ngồi giết nhỏ rồi. Thì bông nhỏ chỗ lên bông. Mình để tới chỗ đều quay cho bà con xem đó, ngồi giết cũng tương đối ổn. Lại vô coi xịt thuốc gì. Cột cái quần này kìa. Cái lối nó đi hơi bự rồi đó. Cái này giáp mối của mình nó hư hở ra nhiều. Đi xàm xàm. Bình đi ba lối thì giống mít là to rồi đổi gì nữa. Mình biến xịt cái gì là uống mít là to. Hôm nay 57 ngày phải không? Này nè. Không nhớ nữa. Xả ngược chổng cái gì đó? Hay là sao ngày thì 57 với 58 hai cái đó. Sao mấy ngày á? Mấy ngày sao đó. Sao không ngày đó. Trong chổng sợ bữa nay 58 rồi đó. Chổng mình chưa chổng mà không? Chỗ này kẹt không? Không. Trong đây nè, cũng miếng này chứ không phải thân giáo nha, thân giáo sao 6 ngày. Còn chổng là sợ bữa 17 đó. Trong xe ba to. Cái này như xả sau 3 ngày á. Sao trong ba to phải không? Sao bên mình đó? Không, ủa sao bên mình tới 6 ngày lận. À. Còn chổng hình như chắc cũng trên lệch ngày vậy. Thì cũng 57 58 rồi đó. Sao cũng nguyên chú ba. Còn với dân giáo 63 64 ngày rồi. Chỗ chưa biết. Chưa đâu. Mới lú lú à. Lú lú mà. Ừ. Lúa năm nay mà thất bại thua rồi. Này hả? À? Quá lùng rồi. Vụ này mày lùng hết chi vụ kia đâu. Ở dưới mày nữa, dưới con giáo mày nữa, đừng không mới đi bỏ phần gì vậy? Tôi dục bốn cử nó mới trúng. Hết phần năm cử rồi đó ông nội, bốn cử gì? Tôi năm nay giải thân nặng luôn. Sao kỳ vậy? Ờ, mà tôi không biết sao. Tôi bốn cử mà ông thấy không? Cũng vừa đó. Ông mà con cái tôi xài phải lạnh ít có cái gì nó dở quá. Cái đợt con đồng là giải 20-15 không? Giờ xanh nó dừng nổi rước hột cái con cử nữa nè. Có lúc nhỏ mà tôi không có xài phân lạnh với vậy tôi dở phân lạnh ít quá rồi. Ừ. Mấy cha kia nó nhẹ phân thì mặn thế nhẹ quần què quà. Ông ba hùm đó ông nói nhẹ phân ấy phân nhiều quá không được nha, không phân ai đi phân ít thì thấy cảnh vụ này là thắt bỏ mẹ luôn. Tôi không phải đi phân ít mà tôi đi phân phân lạnh ít. Ừ. Cái thằng bên đó là chỉ vậy đen đó, đó không để gì chứ hả? Chắc phụ gia mà đứa cái gì á, chắc phụ gia của thằng tin, của tin nữa tên Thành Lan này hả? À, chắc cô gia của này nè, hàng tặng không bán. Cái đó là chỉ gì thằng này nè, thằng trai này nè. Tụt lá chân. Tụt lá chân. Ờ, chất lượng cái gì tin Hà Lan hả? Rồi. Ừ. Xịt này thử, hôm nay bà kia có quảng cáo xịt thử chứ hồi đó giờ chưa có mặn lắm. À. Đó giờ làm chồng chưa biết xịt gì, tụt lá chân bỏ thí mẹ, toàn xịt đồ ôm lem lép không. Hôm nay lo thì tao cũng có biết đâu mà năm nay mới xịt này á. Ừ, xịt thấy cũng vậy. Còn đậu ôm xài ăn cái gì? Hoa. Hoa an toàn. Này xài tiết kiệm ghê luôn. Xài phi lê a hay là mấy thằng ấy đâu. Anh Gia Mai cũng lấy xài tiết kiệm quá. Quan nó dở lắm ngang. Chưa chỗ mà luôn. Ờ còn... nó không có lưu dẫn đâu với nó dễ bị cháy lá nổ lá mấy cái giai đoạn chỗ mà xịt phu an là thua đó. Thấy chưa chỗ rồi xịt thí đi. À. Nữa chỗ lật sạc mua lại mấy lưu dẫn xịt đi quên. Bơm gì đó hoặc phi la gì đó.
Sâu đâu? Thuốc sâu đâu? Không có sâu hả? Cỡ nào cũng xịt sâu luôn. Sâu không có thấy sâu đâu xịt. Ờ. Năm nay là tôi cái hạn chế thuốc sâu lắm, không có xịt sâu, tại vì không thấy sâu đâu. Hai cử rồi đó. Ông hả? Ở dưới hai cử đó, cử sâu là không có xịt sâu. Ở dưới tôi chưa xịt cử sâu nào hết trơn, có thấy con sâu nào ăn đâu xịt. Thấy sâu xịt mới ấy, thấy sâu ăn mới xịt hả? Thấy sâu ăn mới xịt. Đó, cái đó nó cuốn cuốn bẹp bẹp rồi đó. Nói giờ thấy chưa? Thấy rất cái đó bụi không? Hôm nay tôi nhẹ tiền xuống sâu. Bù là mấy này cũng vô đó. À, năm nay thất bại rồi, lúa thua rồi. Không, giờ này được nè. Có cái này ở ngoài bìa không á ông ơi? Thấy dàn lúa trên kinh dần xuống nó im nè. Mã ở ngoài không á. Như trong thu yêu à. Này xịt không à? Xin đi mắt nữa hả? Bơm. Ý, đừng bơm lâu quơ. Bơm cho nó cao cao lên, nhóng nhóng lên chút coi. Nhóng gì nữa mà nhóng giai đoạn này mà nhóng gì nữa. Nhóng cỏ bông. Cỏ bông thiệt. Bơm Achacon nữa. 5 loại luôn, 4 loại Achacon. 4 loại. Đúng. Rồi, xin chào tất cả bà con, chúc bà con một vụ mùa bội thu.